áp thấp nhiệt đới thì cũng đã suy yếu thành vùng thấp rồi trên vùng biển từ Quảng Trị cho đến Đà Nẵng. Và dự báo trong vòng 12 giờ tới thì vùng áp thấp sẽ đi theo hướng Tây Tây Bắc, tiếp tục suy yếu thêm. Dù vậy, trên nhiều vùng biển thời tiết vẫn rất xấu. Từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió cấp 6, giật cấp 7, 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét biển động. Trời có mưa rông, tiềm ẩn lốc xoáy. Ngoài ra, vùng biển Cà Mau, Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa cũng có mưa rông, gió giật cấp 5, 6, giật cấp 7, 8, sóng cao từ 2 cho đến 3 mét biển động. Trước tình hình mưa rông gió mạnh trên biển thì bà con cần liên tục cập nhật thông tin thời tiết qua Đài Duyên Hải Việt Nam tần số 7906 kHz để chủ động lịch trình khai thác, và nếu gặp sự cố thì hãy liên lạc với tần số 7903 kHz để được trợ giúp. Vâng, còn